Thái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến các bạn và các cháu làm bắp xào. Nguyên liệu của bắp xào gồm có 3 trái bắp, này là 1 kg mốt. Và đây là tôm khô 40g. Và đây là bơ tường an. Và đây là 100g chả lụa. Và đây là hạt nêm. Và đây là hành lá. Trước tiên mình đem tôm khô đi rửa sạch và ngâm. Và bây giờ thì mình đi tách bắp này. Đó, mình bẻ đôi ra mình tách cho nó dễ. Và mình mua bắp non thì sẽ ngon hơn. Đó, mình còn cái những cái hàng này thì mình cắt như vậy này thì nó không có cái mày bắp. Đó, mình cắt như vậy nó không có cái mày. Đó, mọi người thấy không? Mình cắt như vậy là bắp nó không có cái mày, nó ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi mình chịu khó mình làm nó lâu một xíu. Mình lấy nguyên hột đó. Mình lấy nguyên hột thì nó có cái mày. Còn một hàng người ta cắt như vậy này. Đó, mình lấy được cái mày ra thì nó sẽ ngon hơn. Và mình cũng có thể dùng con dao nhọn này này. Đó, mình làm nó dễ làm hơn này. Đó, con dao nhọn thì nó dễ làm hơn. Đó, mình tẽ ra, thấy không? Dễ hơn là con dao dài. Người nhìn rất là dễ không? Thì nó ra cái mày ăn nó sẽ ngon hơn. Đó, mọi người nhìn nó dễ không? Rất là dễ luôn. Đó. Mọi người thấy không? Cái mày nó bị đứt rồi. Đó, rất là dễ không cả nhà? Theo là mình đi sắt chả lụa. Chả lụa thì mình sắt hạt lựu. Tiếp theo là mình đi xào bắp. Mình cho vào đây một ít dầu ăn. Đúng ra là cho bơ, nhưng nhà mình không thích ăn bơ, vì ăn bơ không tốt cho sức khỏe. Và những người máu mỡ không nên ăn bơ, tại vì bơ nó đông đặc như vậy nè. Và khi vô trong người bình thì nó cũng, những người máu mỡ không nên ăn bơ. Và bơ này xuống hầm thì dễ bị nghẹt hầm lắm, cho nên mình không ăn bơ. Và mình thay thế bơ bằng dầu ăn. Nếu ăn bơ thì sẽ ngon hơn, nhưng mà mình không ăn bơ, mình ăn dầu ăn thôi. Đó, mình cho khoảng như đó dầu ăn, khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Mình bật bếp lên và mình xào cái đầu hành nha, chứ mình khờ đó, đây là đầu hành để riêng, lá hành để riêng. Và bây giờ mình cho đầu hành vô mình xào này. Và đầu hành của mình thơm rồi thì bây giờ mình cho tôm khô mình xào. Tôm khô mình ngâm nó được 2 phút rồi đó. Và mình xào tôm khô mình để lửa nhỏ. Tôm khô mình xào được khoảng 4 phút rồi, mình cho bắp vô này.
và bắp mình cân được 700 gram, bắp mình thìn bào rồi á, mình cân được 700 gram. Nếu mình thích ăn bắp trắng thì mình pha bắp trắng lên nha. Nhà mình thì ăn bắp, thích ăn bắp đỏ cho nên là mình ăn bắp đỏ. Ta có thể pha một nửa bắp trắng, nửa bắp đỏ. Lúc này mình để lửa trung bình. Và mình cho 1/2 muỗng cà phê bột nêm vào đây này. Và 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh hạt nêm nhớ lộ. Mình cho một xíu nước vô để bắp mình khỏi cháy á. Thế thôi. Và bây giờ mình nếm bắp mình hơi nhạt á, mình cho một ít bột nêm nữa vô. Bắp tùy theo khẩu vị của mỗi người. Có người thì ăn mặn, có người thì ăn nhạt. Và bắp của mình lúc này nó chưa chín mà nó khô hết nước, mình cho thêm một chút nước vô. Cho nó khỏi cháy. Của mình á, lúc này nó trong rồi, tức là nó chín rồi, mình cho chả lụa vô này. Và cho chả lụa khoảng 3 phút thì mình cho hành lá vô. Mình cho hành lá vô. Mình ăn ít thì mình cho ít, mình ăn nhiều thì tùy. Và mình tắt bếp luôn. Và đây là dĩa bắp xào mới làm xong rồi mọi người. Đó. Mọi người thấy rất là ngon không? Và mọi người xem video thì ở phần bên tay phải á, có mũi tên nhỏ. Mọi người chấm vào đó và kéo lên thì công thức và màn hình công thức và cách làm mình để ở dưới phần mô tả. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.